Chào các bạn đã quay trở lại với cái series Mẹo trên nát mà có thể bạn chưa biết phần 1. Backup 321 là cái điều mà Tú và em Star nói rất là nhiều lần từ trước tới giờ. Nhưng có một cái điểm mà có đây là các bạn nào đã thử xả ra dữ liệu của mình từ cái bản backup đó chưa? Tại sao Tú lại hỏi câu này? Tại vì có một cái điều ở đây là chúng ta backup bản đầu tiên trên server nè, server hư rồi. Chúng ta backup lên NAT. NAT vì một cái lý do gì đó nó bị mã hóa cái file đó. Mất luôn cái file đó thì chúng ta sẽ còn một cái file cuối cùng ở trên cloud, đúng không? Có các bạn nào thử bao giờ xả cái file từ trên cloud đó xuống và chạy lại bình thường và chân chu chưa? Có một cái điều bí mật ở đây, nó chính là relink. Và Tú sẽ tiết lộ các bạn cái chính xác hơn của cái phần relink này ở cái video cụ thể tiếp theo, một cái tutorial đầy đủ hơn xả cái file từ hai bên backup trên cloud xuống lại thành HTTP backup.